Ok, hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Dating Đừng Có Mơ nha. Và hôm nay mình sẽ làm một video để hướng dẫn anh em làm một cái bug khá là thú vị của game Terraria và chỉ áp dụng cho bản 1.3 trở đi thôi nha. Còn 1.4 thì nó sẽ bị fix, tại vì cái này nó cũng giống như một dạng cheat game á, nên là đôi khi là tác giả họ không muốn họ cũng đã sửa rồi. Thì dành cho những anh em nào mà chơi một mình mà kiểu như là tiết kiệm thời gian ấy thì anh em có thể dùng cách này. Tại vì nếu như chúng ta tìm được một quặng gì đó rồi, chứng tỏ là chúng ta đã biết chơi rồi. Và chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho cái vấn đề gọi là chờ đợi ha. Thì đầu tiên thì cũng là video này, và trước đây á, có một anh em kia ảnh gọi là làm phá đảo cái tựa game Terraria này trong vòng 45 phút á, thì anh ấy dùng một cái cách này để có thể phá đảo nhanh. Thì mình sẽ thử nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cần một số thứ như sau. Chúng ta sẽ cần gỗ, bàn chế tạo. Thì đây mình sẽ gắn cái bàn chế tạo đây. Sau đó anh em chế cái bàn kế tiếp, đó chính là cái bàn sâu mill này nè. Sâu mill này, cái như là máy là cái máy xẻ gỗ ha. Máy là máy xẻ gỗ. Thì cái máy xẻ gỗ này anh em sẽ dùng để chế cái iframe. Thì cái iframe này nó chỉ có tác dụng là đồ để chế tạo gọi là trang trí thôi ha. Ví dụ như mình để đây cho anh em xem nhé. À từ từ từ, lỗi quá. Đây. Đây nó chỉ là kiểu như thế này. Mình sẽ nhét một cái đồ gió vô. Đó thì nó dạng như trang trí, có nghĩa là mình đánh dấu cái rương. Ví dụ như cái rương này để chứa này chứa kia này, đó, nó chỉ là một cái dạng bảng hiệu thôi ha. Và tiếp theo mình sẽ trở lại cái nội dung chính nhé. Thì anh em đã chế được hai cái này rồi, hai cái item ram rồi ấy, thì mình bắt đầu bất game thôi. Mình sẽ cần thêm bốn cái quặng bất kỳ. Ở đây thì mình dùng quặng iron 3 đi, hoặc là mình có thể dùng platinum. Thì trong cái video đó thì anh ấy dùng platinum. Một số bạn tưởng rằng là chỉ có platinum mới được, nhưng thật ra không cần, mình chỉ cần quặng bất kỳ thôi. Ví dụ như là mình đây mình có platinum rồi thì mình có thể dùng cái iron 3 nhé. Iron 3 đi, mình thử iron 3 trước nhé. 2 3 4, mình đặt 4 cái iron 3 lên. Sau đó anh em bỏ cái rương lên, cái rương gì cũng được, nhưng mà trong video đó là rương vàng. Sau đó anh em đập hai cái cục ở dưới, sau đó anh em nhét cái bàn chế tạo ở dưới. Tiếp theo thì mình sẽ đập cái rương ở trên đó. Như vậy là mình đã giữ được như thế này. Tiếp theo là mình sẽ bỏ hai cái, mình bỏ một cái item frame lên nhé. Đó là mình sẽ được một cái rồi. Và để làm được việc tiếp theo anh em cần chú ý nhé, mình sẽ cầm cái cúp mà mình đập ở phía bên này của cái bàn chế tạo. Đó, đập phía bên này của bàn chế tạo thì nó mới được. Còn nếu anh em đập bên góc này nó sẽ bị hư tí. Mình sẽ làm cho anh em xem cái ví dụ như anh em làm sai là sẽ như thế nào ha. Tiếp theo là mình sẽ bỏ nốt cái này ở dưới thì nó sẽ bắt đầu có thể copy được. Ví dụ như mình có 10 cục platinum. Đó thì bây giờ nó đã nhân lên đến 50 mấy cục. Đó thấy chưa? Anh em thấy chưa? Đây là cách bức đồ ha. Thì cái cách này dùng cho những anh em nào biết chơi rồi, dùng để tiết kiệm thời gian thôi. Còn nếu như anh em nào mà chưa biết chơi mà kiểu như làm liều thế này thì nó cũng dở. Nói chung cũng tùy anh em, nó dùng một tiết kiệm thời gian cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại, nhưng mình sẽ làm bằng cái platinum. Và trong trường hợp này mình sẽ làm sai nhé. Bây giờ mình sẽ làm thế này, 1 2 3 4, vẫn là 1 2 3 4 ha. Bỏ cái rương đâu, ủa cái rương của mình đâu, à cái rương đây, cái rương đây đó. Sau đó mình sẽ vẫn đập hai cái này. Rồi sau đó thì mình bỏ này xuống ha, bỏ này xuống. Sau đó mình đập cái rương. Rồi mình bỏ item ram lên. Và nếu như mình đập sai nó sẽ như thế này. Hồi nãy mình khuyên anh em là đập ở bên góc bên này của cái bàn chế tạo đúng không? Mà nếu như anh em đập ở đây á, đó thì nó sẽ trúng cái này, nó sẽ trúng cái này và anh em sẽ không thể nào mà gắn cái bàn nó lên được nữa. Ok chưa? Rồi hoặc là anh em hoặc là anh em thế này, 2 3 4, rồi mình làm nhanh nhé. Đây bỏ này xuống. Sau đó nếu như anh em đập ở cái góc bên này thì nó sẽ không đập được, và nếu như anh em đập ở đây thì nó sẽ bị hư ha. Đập này trước đã, đó mình đập đó thì nó sẽ luôn luôn bị bể, anh em hiểu không? Luôn luôn bị bể, nó không có đúng. Còn bây giờ nếu mà làm đúng nó sẽ như thế này, 2 3 4, cái rương 1 2 nè. Đây, nói lại nha, cái này chỉ có áp dụng cho bản 1.3 thôi. Đập cái này, sau đó mình bỏ item ram lên, đập ở phía bên phải của cái bàn chế tạo. Đó thì nó sẽ mất những cái ở dưới. Nguyên tắc là giống như đập cái bàn thì hai cái cục kim loại nó rớt xuống, nhưng mà cái này nó lại dính ở trên không khí hơi bị điêu ha. Đó mình sẽ bỏ này xuống dưới nha anh em. Sau đó anh em có thể copy mọi thứ anh em muốn, và số lượng càng nhiều thì anh em copy càng nhiều. Đây
Nó sẽ rất tiết kiệm thời gian cho anh em. Ok anh em ha, nếu anh em là cần thiết cái bước này thì anh em có thể làm theo, và nếu anh em không cần thì thôi, cũng đừng phán xét người khác. Mọi người họ có một cách chơi riêng, và theo mình á thì nếu như anh em đã biết kiếm cái quặng này rồi ấy, hoặc là kiếm cái đồ này rồi ấy, thì anh em cũng đã biết chơi rồi. Và cái thao tác này chỉ giúp cho anh em copy đồ, select đồ ra để tiết kiệm thời gian cho anh em chơi thôi. Với những anh em nào mà ví dụ như chơi mod như mình mà muốn trải nghiệm nhiều mod hơn ấy thì cũng rất ok, không sao cả nhá. Ok, hẹn gặp lại trong các video sau. Hy vọng là mình cũng đã hướng dẫn anh em và giúp đỡ anh em được một cái gì đó. Anh em nhớ để cho mình lại một like nhé.